Đấy, bây giờ đo benchmark con Tiny để so với cái con máy tính đương thời xem nó thế nào. Đấy. Đây là con Tiny này. Con Tiny này Nova Bench đo bằng cái trình Nova Bench nó chỉ có lên có 238 thôi. CPU của nó đây. 1.4 GHz. Score là chỉ có 83. Còn bên này con này nó là CPU là 1343, benchmark total overall của nó là 1826. Đang chỉ số 1826 là cái máy tính hiện thời, con i5 4 GHz. Còn cái đây là con máy tính cũ cách đây 11 năm rồi. CPU chỉ có 83 thôi. Rồi, GPU là không có. Đấy, RAM đây là 4 GB này, DDR3 RAM. Ổ cứng thì SSD rồi, đây này cái WDC là Western Union này. Chỉ số ổ cứng chỉ có 43. GPU không. Rồi, tổng chỉ số overall là 238. Rồi, cái con hiện thời i5 bình thường. Đây là 1343. 1343 mà bên này chỉ có 83 thôi. Rồi GPU bên này có này, nên chỉ số 26 rồi. Ổ cứng này 215. Ổ cứng bên này chỉ có 43 tốc độ đọc viết. Memory là hai chỉ số bên này là 242 16 GB DDRAM. Bên này chỉ có 112, 242 bên này có 112. Cái này 43. Thì đây là cái con cách đây 11 năm rồi. Tuy rằng nó cũ nhưng mà với những cái chúng ta sẽ xem cái trải nghiệm với những cái tác vụ thông thường nó thế nào. Trước hết là chạy Word đi. Word Excel. Word đây, Word đây lôi nó ra đây nào. Chọn cái Word. Create cái template này thế này này. Đó, quận lên quận xuống thì nói chung là cũng ổn thôi. Với tác vụ văn phòng bình thường thì nói chung là nó vẫn chạy được. Máy tính cũ thì cũ chứ. Cái này đang chạy Word 2016 này. Cũng ngon lành, cành đào. Không không có vấn đề gì ở cái gớm. Nói chung là ngon lành. Đó, đấy. Nói chung là với tác vụ đấy, mình chèn cái hình xem nó thế nào nhé. Insert đây. Picture document download cũng có hình, kiếm cái hình cái hình cái Nova Bench đó. Quay giá nói chung là cũng ổn, không vấn đề gì, các cái tác vụ không đến nỗi là vừa chạy vừa xóa dầu. Nhìn chung là sử dụng ở cấp độ văn phòng theo những cái tác vụ bình thường thì ổn, nhìn chung là ổn. Delete nó đi chẳng hạn. Rồi, bấm Save As. Rồi. Ok, good. Màu. Nó phải buộc. Đóng lại. Save. Ok, cũng nhanh, phải không các bạn? Bây giờ mình copy file cái nha. Đây là cái USB này. Tôi có cái file tiếng Anh. Cái file MP4 này, copy vô. Copy. OD. Trong này có rất nhiều file. Tùm lum file cả. Đó, copy. Cái này 50 MB chép cũng nhanh. Đây mình chạy này. Mở bằng VLC này. Đó. Rồi. Đó, tốc độ cũng bình thường phải không các bạn? Cái ngày vào đây, chúng ta cứ để các bạn chặn, chỉ bạn chặn vào thôi. Đây là cái
đoạn clip mà đang chiếu trên cái máy cũ cách đây 11 năm có cài, và giờ cài Windows 11. Nhìn chung là cài nó vào thì bạn có thể dùng như bình thường, giống như là cái tác vụ văn phòng, nó không đến lỗi. À, bây giờ mình thử copy file cái USB, copy cái thư mục English, copy quan phương mẫu C. Ok. Asset deny, không cho ghi. Không cho ghi ở cái ổ này. À, chuyển sang ổ đây đi. À, nó bảo nó có một cái thư mục khác. Tạo cái thư mục xx. À, x. Rồi, paste. Ồ, tiếng Anh à. Thư mục English này. Copy. Đây. Thư mục của chúng ta là x. Chúng ta paste nó ra. Đó. Tốc độ cũng rất nhanh nha các bạn. Nhớ phải 50 MB. Rồi, ra phát PDF. Chưa có trình mở PDF thì tôi mở nó bằng Google. File này 14 MB PDF. 14 MB PDF là cũng là lớn đó. Đó, 14 MB PDF đó, các bạn thấy nó chạy cũng nhanh không? Nhanh. 14 MB PDF có hình ảnh này khác. Nói chung là ổn. Rồi phát âm thanh đấy. Đó. Con lành cành đào. Rồi, giờ chúng ta vào YouTube nha. Đó, nói chung là nó chạy rất bình thường. Chạy bình thường như một cái máy bình thường. Chạy bình thường như một cái máy hiện nay. Ơ trời ơi, em này đẹp thế. Ơ trời ơi. Rồi, nói chung là duyệt ép web ngon lành nha các bạn. Như vậy là âm thanh, hình ảnh và soạn thảo văn bản là mình đã thử rồi. Thì có chỉ có một cái chậm thôi. Đó là bạn edit phim thì chậm. Bạn edit phim thì chậm nhé. Clip Jam đi. Đây, cái chương trình mới của dựng phim mới của cái anh Microsoft trên Windows 11 là Clip Jam nhé. Để nó cài vô cái máy này đều được luôn. Máy 11 năm này nó vẫn chạy. Có điều là vừa chạy thì vừa phải xoa dầu thôi. Đó, create a new file from scratch. Rồi bây giờ kéo hình vào đây. Emit the library. Đấy, quá trời hình luôn. Kéo một cái hình vô. Rồi, kéo một cái hình vô đây. Đấy. Nó hướng dẫn này. Rồi mình cho một cái transition. Thả vô. Hai cái đầu này nó sát vô nha. Transition thả vô. Rồi. Rồi. Đó, thêm cái chuyển cảnh. Phim bằng hình ảnh, tức là chỉ có lấy hình thôi. Nếu mà làm bằng cái đoạn video library, đoạn video thì nó nặng hơn. Lấy một cái video vô xem này. Đây, free này. Đó, lót một cái đoạn video ra. Video là nó nặng hơn. Rồi. Cho xuống đây. Là một cái transition. À, nó có graphic này. Để thêm những cái graphic vô. Đó, vẫn được nha các bạn. Nó vẫn làm việc được nha. À, chỉ hồi render thì có thể là nó chậm chạp đây.
Còn những cái thao tác là làm như bình thường này nó vẫn cứ ok, nói chung là nó vẫn chiến được. Đó. Rồi. Rồi chèn cho cái âm thanh vô. Đây, dấu cộng vô. Add to timeline. Để điều chỉnh sao. Đây, zoom trừ đây. Đó. Rồi, kéo cái nhạc này đến đây. Ok. Chuyển con chó ra đây, chúng ta play thử. Đó, đây là cái đoạn phim của chúng ta. Đến lúc cần tính toán để transition thì hơi chậm một tí. Ồ, ghê chưa? Rồi, đến đây hơi dư nhạc, cắt. Cắt làm sao ta? Bấm phải đi. Không biết sao cứ bấm phải đi, split đây. Rồi, cắt nó đi, delete. Rồi, sau đó bây giờ chúng ta sẽ export cái này. Nhưng mà trước khi export mình lưu cái phim đi. Nó lưu vào đâu không biết. Rồi, đây chữ phim. Rồi, sau đây chúng ta sẽ export nó ra. Thì hỏi chất lượng smaller than file, cái này là HD này, HD thì là chậm lắm thôi, 720p đi, 720p cũng là một thử thách rồi. Rồi create save to OneDrive, save to the Dropbox. Rồi đó. Đây là nó render sẵn này. Mình save to Dropbox, nó link lên cái nó tự render sẵn. Đấy. Thì mình sẽ tạo save to OneDrive và cái Windows 11 đó thì bạn phải có một cái account ở trong Outlook.com, bạn vào đấy các bạn tạo một cái tài khoản nha. Rồi. Save to OneDrive, select folder, all file, rồi. Phim. Đây nó là đây là cái tài khoản tôi đã tạo rồi thì tự nó hiểu luôn. Rồi. Cái set. Đó, video will be saved after export, tức là sau khi nó export ra thì nó sẽ được lưu lại. Nó sẽ được lưu lên OneDrive. Để tôi sẽ vào OneDrive tự lấy. Xem nó có lưu lại ở đây không. 76% too slow. Đấy, nó đang import rồi đó. Rồi. Sau khi export xong ấy thì nó sẽ ra cái này, để nó ra cái open download luôn, open file, nó sẽ download luôn đó. Export xong nó download cho chúng ta. Rồi, chúng ta nhấn này, mở ra. Đây là cái file, nó tự nó nằm ở trong cái download này. Rồi, chúng ta mở ra này. Đó, thành quả của chúng ta đây. Ok. Rất ổn đấy chứ hả? Mặc dù chúng ta chưa không không có nhiều chuyển động lắm nhưng đoạn phim chúng ta cũng chấp nhận được đó, có âm thanh hình ảnh chuyển cảnh đầy đủ. Như vậy là các bạn thấy là với cái máy tính cũ này thì chúng ta vẫn có thể thực hiện những cái tác vụ cơ bản như là Word, Windows, Excel, PowerPoint này khác thì chúng ta vẫn làm được ở những cái cấp độ mà đơn giản như là thao tác văn phòng vẫn rất ok. Rồi, xin cảm ơn các bạn.